Hội chứng tự kỷ là chứng rối loạn phức tạp về hệ thần kinh. Tự kỷ khác với trầm cảm và có phương pháp điều trị riêng biệt. Tự kỷ nó là một tình trạng bệnh lý thực sự. Tự kỷ là sự khó khăn và hạn chế trong giao tiếp. Còn trầm cảm là một sự không thích giao tiếp. Và trầm cảm thì có thể vượt qua được, có thể là chúng ta biết cách để chúng ta khống chế được. Còn tự kỷ thì sẽ cần phải điều trị. Tiếp xúc với người có hội chứng tự kỷ thì mình nên kiên nhẫn một chút. Bởi vì cơ bản là vì họ rất là khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Thế thì quan trọng nhất là phải tìm được cái kênh giao tiếp như thế nào. Ví dụ, có những người giao tiếp qua âm nhạc, những thiên tài âm nhạc. Có những người được xác định là tự kỷ mà. Rồi người ta giao tiếp qua hội họa. Làm thế nào để nói chuyện với những người tự kỷ hay là tiếp xúc với họ một cách văn minh và khiến cho họ không cảm thấy quá là khó chịu khi tiếp xúc với mình. Hiểu đúng về tự kỷ để có ứng xử phù hợp đúng cách. Tất cả sẽ có trong Talk Show Khỏe để sống vui, phát sóng vào 18:30 Chủ nhật ngày 4 tháng 12 trên kênh Style TV VTVK 12. Mời quý vị đón xem.